Hellbound, hay tên tiếng Việt là Bản án từ địa ngục, mở ra vào một ngày bình thường ở Hàn Quốc. Khi đám trẻ ở quán cà phê còn đang kháo nhau về lời tiên tri của vị giáo chủ kỳ lạ, thì bỗng một âm thanh động trời nổ ra, khiến cả mặt đất rung chuyển. Từ trong hư không, ba con quái vật màu đen xuất hiện. Chúng truy tìm một người đàn ông, đánh anh ta bầm dập trước khi thiêu đốt kẻ xấu số dưới thứ ánh sáng chói lóa. Cảnh tượng hãi hùng này khiến phải mất một lúc lâu, người dân mới hoàn hồn và tiến gần hiện trường vụ án. Tất cả những gì còn lại chỉ là một bộ xương đã bị thiêu rụi cháy đen. Theo thống kê của Flix Patrol, trong 24 giờ công chiếu đầu tiên, Hellbound đã trở thành TV series có tỷ suất người xem cao nhất trên hơn 80 vùng lãnh thổ, vượt mặt cả kỷ lục trước đó của Squid Game, chính thức trở thành cơn sốt mới nhất từ xứ sở kim chi. Vậy thì bộ phim này có gì mà hấp dẫn đến vậy? Những con quái vật gớm ghiếc kia đến từ đâu? Hội chân lý mới, hội mũi tên hay hội Sodo có ý nghĩa như thế nào? Và cuối cùng, vì sao một nhân vật nữ từng bị bắt xuống địa ngục lại có thể hồi sinh được? Hãy cùng phê phim khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Trước hết, phải thừa nhận rằng Hellbound là một phim khó xem. Khó xem ở đây không phải vì phim quá hàn lâm hay ý nghĩa sâu xa, mà là vì mặc dù nó có trong mình một ý tưởng thú vị, nhưng cách triển khai của Hellbound lại chưa thật sự phù hợp và khiến không ít người xem phải bỏ dở vì thiếu kiên nhẫn. Lấy chủ đề là tôn giáo, Hellbound có nhiều tiềm năng để tạo dựng sự tò mò và khiếp sợ trước những thế lực siêu nhiên nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Thế nhưng ngay từ phút đầu tiên, tử thần đã xuất hiện với tạo hình chẳng mấy ghê gớm. Tiếp đến, phim còn được dẫn dắt bởi dàn nhân vật chính được khắc họa đơn giản, khó tạo được sự đồng cảm trong khán giả. Trong 3 tập đầu, phim được kể dưới điểm nhìn của thám tử Kyung-hun và luật sư Min Hye-jin. Mặc dù cả hai đều đại diện cho công lý, có quá khứ uẩn khúc, thế nhưng phim chỉ lướt qua cuộc sống cá nhân của họ rất nhanh, nên khán giả khó có thể cảm thông hay cuốn theo mạch truyện. Tới 3 tập sau, Hellbound chuyển hướng với được kể dưới điểm nhìn của Bae Young-jae, một người đàn ông bình thường phải chứng kiến chính người thân của mình đối mặt với án tử. Lúc này, những thước phim mới giàu cảm xúc hơn về tình cảm gia đình, mối liên kết giữa các nhân vật đã được tạo khoảng trống để phát triển. Nhưng cũng vì người xấu quá mạnh, quá ổn ã, còn người tốt thì quá yếu ớt cả về mặt lý lẽ lẫn quyền lực, nên ấn tượng đầu của Hellbound có thể khiến khán giả cảm thấy tiêu cực hay thấy rằng phim cổ suý bạo lực. Ngoài ra, nhịp độ chậm cùng những câu thoại thiếu tinh tế, dài dòng cũng là điểm yếu của Hellbound khiến không ít khán giả đã bỏ dở phim. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, không thể phủ nhận rằng Hellbound vẫn có nhiều điểm sáng. Nhưng trước hết, nó tập trung kể một câu chuyện tôn giáo khá mới trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Bởi vì thực tế, đất nước này được thống kê là một trong những nơi mà tà giáo phát triển nhanh và rộng rãi nhất. Nhiều vụ lừa tiền, xâm hại hay thậm chí là sát hại tập thể trong những giáo phái phi pháp đã từng nhiều lần khiến cả xã hội phải rung động. Đến đây, có thể nhận thấy nhiều nét tương đồng giữa Hellbound và Squid Game. Nếu những tác phẩm tiền nhiệm phản ánh khoảng cách giàu nghèo, tình hình kinh tế đáng báo động của cả một đất nước được mệnh danh là con rồng của châu Á, thì Hellbound lại đưa lên phim cuộc khủng hoảng đức tin của con người. Bên cạnh đó, tác phẩm của đạo diễn Yong Sang-ho cũng tố cáo một xã hội giả tạo, hùa theo đám đông, bị thao túng bởi sự phẫn nộ và phán xét để đẩy người khác vào chỗ chết. Chính vì vậy, mình cho rằng nếu bạn đủ kiên nhẫn và quan tâm tới những vấn đề như chính trị, xã hội hay tôn giáo, thì Hellbound vẫn là một phim xứng đáng để theo dõi. Trong phần tiếp theo của video, mình sẽ cùng giải mã những chi tiết quan trọng ẩn dụ trong Hellbound và tìm ra nguyên nhân vì sao Park Jung-ja lại hồi sinh. Chính vì thế mà nếu muốn tự trải nghiệm bộ phim và đưa ra những đánh giá cho riêng mình, thì bạn hãy tạm dừng video và xem 6 tập phim của Hellbound trên Netflix ngay nhé. Còn nếu bạn không quan tâm đến spoiler hay đã xem phim, thì hãy cùng mình bắt đầu ngay thôi. Xem xong Hellbound, ai cũng băn khoăn không biết con quái vật tàn bạo kia do ai gửi tới và nguồn gốc từ đâu. Câu trả lời đầy đủ nhất có lẽ chỉ có thể trông chờ từ phía nhà sản xuất trong những mùa phim tới. Thế nhưng, trong phần tiếp theo của video, mình sẽ cố gắng đưa ra những giả thuyết về chúng dựa trên góc nhìn tôn giáo. Trong Hellbound xuất hiện các thiên thần và ác quỷ tới từ địa ngục. Đầu tiên, thiên thần báo tử sẽ hiện hình với bộ dạng một gương mặt khổng lồ, lơ lửng trong không trung và đưa ra lời cảnh báo cho nạn nhân về chính xác ngày giờ mà họ sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Trong đời sống hàng ngày hoặc trong nhiều nền tôn giáo, người ta cũng ghi nhận sự hiện hình của các thiên thần báo tử. Như dân gian vẫn thường truyền tai nhau rằng trước khi qua đời, người ta sẽ nhìn thấy thiên thần hoặc tổ tiên thông báo về cái chết của mình. Hay trong Hồi giáo và Do Thái giáo, cũng có vị thần Azrael chịu trách nhiệm chuyển giao linh hồn của người chết. Tuy nhiên, trong số những nhân vật này, chưa có thiên thần nào có thể nói chính xác ngày giờ tử nạn như trong Hellbound. Khi đến thời khắc tận số, ba con ác quỷ từ địa ngục sẽ xuất hiện và truy lùng nạn nhân. Phương thức giết người của chúng là đánh nạn nhân bầm dập tới chết, hút linh hồn rồi thiêu đốt họ dưới một tia sáng khổng lồ. Khi giải phẫu bộ xương của những người xấu số, cảnh sát nhận thấy rằng họ đã bị đốt dưới một ngọn lửa có nhiệt độ cực lớn. Dưới quan niệm của nhiều tôn giáo, sự đày đọa xuống địa ngục cũng luôn gắn liền với lửa. Trong Kinh Thánh, nơi này được miêu tả là có lửa đời đời hay lửa chẳng hề tắt. Tuy nhiên, cũng có thể nhận thấy cha đẻ của Webtoon, đạo diễn Yong Sang-ho, không xây dựng tạo hình con quái vật này dựa trên Kinh Thánh hay bất kỳ một tín ngưỡng nào cả.
Trong một cuộc phỏng vấn với Netflix, ông tâm sự rằng thay vì tạo ra những con quái vật trông khát máu, gầy gò hay có sừng như nguyên mẫu của Satan, ông lại muốn xây dựng chúng dựa trên hình ảnh của loài người, vì chúng ta đầy dẫy sự hận thù. Những con quái vật này cũng luôn đi theo nhóm 3. Theo lời của đạo diễn John Sang-ho, thì ông lấy ý tưởng từ phương thức hành hình Lin Sơ dã man thuở xưa, khi nạn nhân bị xử tử trước đám đông mà không qua bất kỳ một quá trình xét xử nào. Trước những sự kiện siêu nhiên nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, Hội Chân Lý Mới đã ra đời và đưa ra lời giải thích hợp lý nhất. Hội Chân Lý Mới được thành lập bởi Chung Jin-su vào năm 2012. Trong khoảng thời gian đó, Jin-su đã luôn tìm cách cảnh báo người dân về việc tử thần sẽ xuất hiện vào ngày đã ân định và cướp đi sinh mệnh của những kẻ phạm tội. Thế nhưng, lẽ dĩ nhiên là không nhiều người tin. Phải tới hơn 10 năm sau, vào khoảng thời gian diễn ra tập 1 của Hellbound là năm 2023, con quái vật mới thật sự lộ diện trước mặt công chúng và khiến họ không thể ngó lơ lời tiên tri được nữa. Tầm ảnh hưởng của Hội Chân Lý Mới gia tăng nhanh chóng từ đây, đặc biệt là sau cái chết ở công chiếu trực tiếp của Park Chung-ja. Trước công chúng, giáo phái này đã không dùng vũ lực, không tìm cách để thúc đẩy hay ngăn cản ngày tận số của các nạn nhân. Thay vào đó, chúng chỉ dùng truyền thông để truyền tải thông điệp, răn dạy xã hội rằng phải sống tốt hơn. Thế nhưng thì cùng lúc, chính bản thân chúng lại thu về quyền lực và tiền bạc từ những đám đông tò mò, yếu đuối. Và cũng cần nhấn mạnh rằng, những luận điệu đầy thù hận của nhóm tà giáo này đi ngược hoàn toàn với tính nhân văn và bác ái của Kitô giáo. Khi diễn thuyết, Chung Jin-su kể rằng hắn đã nhìn thấy con quái vật khi đi Tây Tạng và đã tìm cách về nước, thành lập Hội Chân Lý Mới để cảnh báo mọi người. Thế nhưng, sự thật thì hắn đã nhận được cáo thị khi vẫn còn là một đứa trẻ bình thường, chưa từng phạm tội và còn có quá khứ đáng thương vì bị mẹ bỏ rơi. Điểm khác biệt đáng chú ý ở đây là, trong khi những nạn nhân khác chỉ được tử thần báo trước vài ba ngày hoặc vài tuần trước khi lìa đời, thì Jin-su lại được báo trước cả 20 năm. Đây có thể là ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể là vì hắn được chọn để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Thế nhưng, bất kể nhiệm vụ ấy có tới từ thế lực nào đi chăng nữa, thì gia tài mà hắn để lại là một thứ tà giáo xuyên tạc, gieo rắc sự sợ hãi và hận thù, làm mục giữa cả xã hội. Mục đích của Jin-su ban đầu là muốn cảnh tỉnh mọi người, muốn biến trái đất thành một nơi tốt đẹp hơn. Thế nhưng, khi những tham vọng xâm chiếm tâm trí như bị quỷ Satan dụ dỗ, hắn đã không từ bất kỳ thủ đoạn tàn nhẫn nào để gia tăng quyền lực và ép buộc những lời tiên tri giả dối của mình thành sự thật. Mặc dù luôn miệng cho rằng mình là người phụng sự Chúa, nhưng chính bản thân của Jin-su cũng đã vi phạm lời răn của Chúa khi làm trái điều thứ 5 và điều thứ 8 là giết người và dối gian. Trên thực tế, những hội có tư tưởng như là Chân Lý Mới chẳng phải điều xa lạ gì ở cả Hàn Quốc hay thậm chí là Việt Nam. Điểm chung của những giáo phái này là họ lợi dụng khi xã hội và cá nhân đang ở tình trạng bất ổn nhất để truyền đạo, tuyên truyền những giáo lý và lối sống sai trái. Như Jin-su đã tiếp cận Jin Hee-jong và lấy chính nỗi đau, sự phẫn nộ của cô bé để biến cô thành một tín đồ, một công cụ của mình. Cũng có niềm tin như Chân Lý Mới, nhưng đám người của Hội Mũi Tên lại chỉ muốn dùng vũ lực để cảnh tỉnh xã hội. Tên streamer Dongwook từng giải thích rằng nguồn gốc của tên gọi Hội Mũi Tên là vì khi Chúa quyết định bắn một mũi tên, hội chúng ta sẽ bay ra và đâm vào đích. Chính vì vậy, chỉ cần biết rằng có người nhận được cáo thị, những tên tín đồ điên cuồng sẽ lùng sục tìm kiếm và tấn công nạn nhân cùng người thân của họ một cách tàn bạo. Thành viên của nhóm này chủ yếu gồm trẻ em vị thành niên, những thành phần bất hảo bị xã hội ruồng rẫy và quá khích như Dongwook. Cộng với đó là sự e sợ, mê tín của đội ngũ cảnh sát nên không ai dám động tới chúng. Vì vậy mà những tên này vẫn ngang nhiên làm những việc phạm pháp, phạm vào lời răn của Chúa và có tàn độc hơn cả Hội Chân Lý Mới. Điều cần chú ý ở đây là, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, biết sự tồn tại của Hội Mũi Tên sẽ làm hại nạn nhân cùng người thân của họ, nhưng nhóm Chân Lý Mới vẫn tiếp tục để nó hoạt động và từ chối nhận trách nhiệm. Thế nên chúng ta có thể phỏng đoán rằng Chân Lý Mới muốn Hội Mũi Tên cùng tồn tại để củng cố quyền lực cho chúng. Đối đầu với đám người cuồng tín kia là tổ chức Sodo, cầm đầu bởi luật sư Min Hae-jin và được những người cấp tiến ngầm ủng hộ. Ban đầu, Sodo chỉ là tên của công ty luật do Hae-jin lập nên. Khi nhận thấy tình trạng hỗn loạn xảy ra tại Hàn Quốc, cô đã định đưa mẹ cùng trốn ra nước ngoài. Thế nhưng, chính bản thân Min Hae-jin đã dính líu quá sâu vào vụ án và phải trả giá bằng cái chết của mẹ mình. Vì vậy, cô luật sư quyết tâm trả thù, ở lại Hàn Quốc để đấu tranh cho những người đang bị tổ chức tà giáo kia chèn ép. Về sau, cô thành lập một tổ chức bí mật có tên là Sodo để tiếp cận người mới nhận được cáo thị. Tổ chức này đề nghị giữ kín cái chết cho nạn nhân, bảo vệ họ cùng với gia đình khỏi cái nhìn phán xét của xã hội cũng như sự đe dọa tới từ Hội Mũi Tên. Điều đặc biệt cần chú ý là cái tên Sodo mang ý nghĩa rất đặc biệt trong tín ngưỡng dân gian Hàn Quốc. Trong sử sách, Sodo được cho là một vùng đất linh thiêng tồn tại vào thời kỳ Tam Quốc Triều Tiên. Vùng đất này được bao quanh bởi những cây cọc treo chuông và trống, đánh dấu rằng đây là nơi thờ những vị thần. Chính vì vậy, triều đình và quân đội không thể dùng vũ lực để trấn áp hay chạm tới vùng đất linh thiêng. Nhờ thế mà những kẻ phạm tội hay người tị nạn thường tìm đến đây để trú ẩn.
Trong Hellbound, có thể nhận thấy cái tên này cũng đã nói lên bản chất của tổ chức. Sodo do Min Hye-jin cầm đầu sẽ bảo vệ những tội nhân khỏi sự phán xét của người đời và che chở người thân của họ khỏi sự đe dọa của những tổ chức tà giáo. Trước khi mùa phim đầu tiên kết thúc, Hellbound còn khiến khán giả đứng ngồi không yên với phân cảnh Park Jung-ja được hồi sinh tại chính nơi mà cô đã chết 4 năm trước. Điều này khiến mình liên tưởng tới ngày phán xét cuối cùng được nhắc đến nhiều trong Kinh Thánh. Hiểu đơn giản thì ngày phán xét cuối cùng là một khoảng thời gian đã được Chúa Trời ấn định để phán xét nhân loại. Những người sống lương thiện, trung thành với Chúa thì sẽ được giữ lại trên trái đất, sống trọn vẹn với tư cách là một con người. Còn những kẻ ác thì sẽ bị đẩy xuống địa ngục để chịu hình phạt đời đời. Tuy nhiên, trước khi ngày phán xét xảy ra, nhân loại sẽ phải bị thử thách một lần cuối. Satan lúc này sẽ được thả khỏi địa ngục và được phép đi lừa người dân. Chỉ những con người chân chính thật sự mới vượt qua được những cám dỗ của cửa ải này. Sau quãng thời gian thử thách và ngày phán xét, kể cả người chết cũng sẽ được phục sinh để cùng người sống nhận sự phán xét từ Chúa. Như vậy, có thể Park Jung-ja được hồi sinh để chuẩn bị cho ngày phán xét, thời điểm quyết định sự sống, cái chết, cái lương thiện, độc ác của toàn nhân loại. Tuy nhiên, vì Hellbound không bám sát với Kinh Thánh, nên giả thuyết mà mình đưa ra cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi các bạn nhé. Với tỷ suất người xem kỷ lục, cái kết của phần 1 đã mở ra vô vàn giả thuyết. Bộ phim của đạo diễn Yong Sang-ho có rất nhiều tiềm năng, và chính đạo diễn cũng đã xác nhận rằng sẽ thực hiện mùa phim tiếp theo. Vậy bạn có mong chờ vào mùa 2 của bộ phim này không? Bạn còn phỏng đoán nào để trả lời cho những câu hỏi còn đang bỏ ngỏ? Hãy comment ở phía bên dưới và cho phim biết nhé. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.